Trận đấu thứ 5 cũng sẽ là trận đấu quyết định xem ai sẽ là người thứ hai đi vào của bảng 1. Phi Vân và Minh Khôi LC. Chiếc vé thứ hai. Chiếc vé đầu tiên là của Tích Chiều rồi. Minh Khôi bị dính hôn mê. Phi Vân thì bị dính địa lao. Đã tàn hình né được. Minh Khôi LC đã bị dính một cái chân ngọc, một cái chân dớ rồi ạ. Trùng của Minh Khôi, Phi Vân thật sự rất là nhạy. Đến lượt Minh Khôi phản công. Wow, như vậy là Minh Khôi đã lật kèo và giành chiếc vé thứ hai đi vào top 8 chung kết xếp hạng. Xin chúc mừng Minh Khôi LC.